Ủa chị chiên bánh xèo mà khui bia làm gì chị? Chị chiên bánh xèo khui bia cho chú bọt cho nó giòn nó xốp á em. Ủa ngộ vậy chị, là mình xài toàn bằng nước bia chứ không có xài nước lã hả chị? Có, bia nước lã thêm nữa chứ. Vậy mình tỷ lệ làm sao chị? Sao biết? Pha mình nhắm chừng thôi, chứ đâu cần gì vậy. Ủa chị, em đâu biết nhắm chừng sao đâu chị? Vậy giờ thì, sao cho nó được dễ đi? Một bịch bột vậy nè, nửa ký nè. Mình khoan lon. Thí dụ chừng một nửa ký bột mình pha tầm lon bia, còn như mình để nước hả chị? Mình pha thêm nước lọc vô. Là khoảng 2 lít nước một bịch vậy đó. Cộng với bia với nước luôn. Là vậy là chiên là nó xốp, là nó bong bong, nó giòn giòn lên đúng hả rồi, chị? Đúng rồi. Pha bằng bột gạo á, nó với cái này cũng ngon nữa. Mà này chị pha bằng bột bịch xong rồi. Thay bột gì bịch mình... bình thường là cũng được rồi. Nhưng mà mình muốn cho ngon hơn mình để bia vô. Bình thường mà nếu mà nhà mà không có không tiệm có mà mình không á, có cái bột sẵn này thì mình xài bột gạo. Xài bột gạo thì mình cũng pha bia như là cũng giòn. Bột gạo chị, em để vô miếng bột nghệ. Có bột nghệ, bột nghệ để cho có màu hả chị? Đúng rồi, thêm miếng gia vị vô nữa là để bia vô là rất là ngon như bột bịch vậy đó. Nếu là bột gạo thì mình thêm gia vị, còn bột bịch đây là gia vị. Bột bịch này xong có gia vị nha. Mình đã có gia vị trong bịch bột rồi. Cái bột bịch này là nó có gia vị sẵn rồi, nó cũng có màu sẵn luôn rồi, mình không cần phải thêm gì hết. Mình chỉ cho bia vô thôi. Đâu lát mình chiên lên thử coi nó làm sao ha. Nó ngon lắm. Em thấy chưa, bánh xèo mà để bia vô này em thấy là nó dãnh giòn tan luôn thấy không? Nhìn giòn quá ha. Giòn tới cái rìa luôn, ngon ghê không?